bò lớn nhỏ nó, con của anh thì nó cao nhưng mà cái bờ ngang của nó là nó thiếu thịt nên là nó không bằng được con. Dạ nó chưa đủ thịt. Thì bò tiền nào của đó con đó thì em mua 21 triệu mà nó không bớt ngàn nào hết. Mua rẻ, nói chung là mua rẻ nó có xác đâu chứ không phải là mua đét. Đi. Đi. À, không, đi đi. Đi rồi em lừa xuống. Đi xuống. 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 Nên là anh nói bớt anh chút ít rồi bớt không được. Còn em mua nó có nó có giá cao cả hết rồi, thôi chứ bớt không được. Mày không biết rồi là tròn quay sò đều hết chứ bò chân thá thì không có xì, không có hia đâu có sợ. Đi. Rồi, lại một ngày mới bắt đầu. Thuận TV xin mến chào quý bà con. Hôm nay thứ bảy cuối tuần 19 tháng 8 năm 2023 dương lịch. Và sáng hôm nay cuộc hành trình vận chuyển tổng quan 7 con MB hàng lỡ cực đẹp luôn về cho các vị khách ở Trung Tâm. Thì mình đi rất là sớm và hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại Trung Tâm 5 giờ sáng rồi mà sao trời chưa sáng không biết. Nên là mình đứng lại mình quay cái video mở đầu này để chia sẻ với quý bà con cuộc hành trình này. Đó thì trong 7 con MB này thì có 3 vị khách cũ đó quay lại ủng hộ lần 2, lần 3 đó, và còn một vị khách mới nữa ở Hòa Bình á, thì thấy những nhà cạnh bên nuôi bò của Tùng TV phát triển tốt thì mua thử và nuôi lần đầu thí nghiệm đó. Thì chia sẻ với bà con bò trong thời điểm hiện tại thì nó cũng khá là rẻ bà con. Mình thì công việc vẫn vậy, vẫn đều rẻ thì mình mua rẻ và mình bán rẻ theo thị trường đó. Nhưng mà chia sẻ với bà con thì công việc của mình là mua bán nên là nó vẫn đều đó, vì là mình mua bán nhiều năm, bà con nuôi bò của mình thấy hiệu quả nó là cũng quay lại ủng hộ nhiệt tình, mình cũng cảm ơn. Đó thì sáng hôm nay cuộc hành trình vận chuyển 7 con 3B này như thế nào và giao cho các vị khách cũ rồi về Trung Tâm có khả năng là mình thêm lại bò mình bỏ trước đây, những người mà chưa bán ra đó, xem tốc độ phát triển như thế nào và gặp gỡ giao lưu với những vị khách cũ của mình ra sao, thì mời bà con cùng theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý anh chị và các bạn. Ngày mới bắt đầu và kết thúc video này cũng là cuối ngày, kính chúc quý bà con có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi luôn được thuận lợi, và đón xem hết video với mình nhé. Bắt đầu nào. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Đủ dậy nhắn bò. Bò lên tới đâu mà quá gọi miếc cũng bách mấy chết. Thành thủ đi sớm giờ hai ông anh ở trên ngay chỗ đó, ông hấu mà giao ông đi làm ấy. À, bán rồi. Giao sớm cho ông anh ở trên kia ông đi làm. Gọi mà ông nghe mấy đồ hết mà. Cột ba con ở ngoài nữa mà phải vét trước để vét con bò của con Nhâm sao chứ không sao vét. Bò này 20-21 bằng hầu 24 quá hay. Hầu bò 23 năm 24 hả không hay. À, 23 năm đẹp hơn luôn, đẹp hơn hầu 23 năm hầu luôn. Bằng ở trên á. Đi xuống. Bò 8 triệu con kêu đồ á, to bằng bò rồi. Bò 8 triệu to bằng bò 16 triệu 17 triệu nè. Đi. Thôi nó sợ. Đó. Dạ bò bằng đen mà. Đi. Đi trước coi, đi trước vô dẫn chị. Chuồng trại ở này ngon lành vô. Ba con này nuôi thôi nhất bán bù đề luôn á. Hai con rốt nuôi hơn năm ông Cường. 15 tháng anh. Thế con dài thiệt rộng đấy đổ thịt mạnh hơn không? Con mà dài thiệt rộng ấy. Con hơi rộng đi. Ờ. Chuồng trại. Chuồng
trái này đẹp cướp không? Đi vô. Ô nào nữa á? Cái cục đó thì xếp xếp. Ui, ô này con hẳn lắm. Ba con này ba con lửa mà. Đi xuống. Đó. Ba con nào cũng được đó. Cầm cầm. Tua cái hai. Đi vô. Đi. Nê, con nào cũng nói nê. Đó. Đi trước á, tụi nó đi trước. Khách hàng lần thứ hai là phải ưu tiên nhá. Đã bỏ này nói chung là dễ mua, lựa được, rẻ. Lựa được nên là đẹp không? Đi, đi vô. Các bà con chúng nó đủ ô luôn. Có là có nấu kiện liền á, giờ nó chờ bò nó nhận nó đi làm. Nhưng mà cái này có đi làm không nhau? Thôi làm biết cái này mấy cái đầu đây rồi đi làm ấy, xe hàng cũng đầu búng bẹp vô để bò thấy giờ giờ này mày nó xét đi xét dân bao người thấy đúng không mà đúng không mày hả thả bao người đúng không. Cái bà con ngựa xuống là đu ô. Đấy, nhìn bò hết giá không? Này nó sát nó hơi lùng hơn chút nhưng mà con nào nó đê như nhau quá. Nào ba con đầu tiên 62 triệu về tao chuồng. Rồi gì là chưa đòi 21 triệu con nào nó quá hồi hạnh. 21 triệu con à? Ờ chết rồi, để lỗ nữa rồi, 25 triệu bạc bò 21 chết nữa không? Ở đây hết bò cũng nhầm rồi, lên kia giao chút nữa á, chạy xuống nhà nhầm uống cà phê. Thằng Cường nó chưa tính ngủ à. Nếu không hài anh kia anh chưa. Có giác là nuôi y như nó là được. Tết bán vừa. Đó. Chút. Lồi nhỉ. Đi đi. Thằng đây nuôi giỏi là tao tết là vừa. Ở đây có con to to vậy vừa. Ừ, to hơn vậy luôn đâu tết vừa. Hôm nay gần ba tạ này nè, đo thuốc gần ba tạ mà. Đi. Đi vô. Bách lung tung các kia. Rồi ba kẹp đây Vũ, con kia nó bó con đây liền. Chết luôn. Con 18 triệu to dài. Giá là được má rồi. Con bán mua 18 triệu là không mua giờ má không? Gẹp là mua chứ mấy đồ đó mà sao không mua được không? Mua to cái núi mà. Mua 22 triệu đi. Mua bò của mình không bán sạch trơn hết đâu người. Hàng rêu rêu có cố rồi anh mua anh bán tao sạch trơn hết dối á. Đứng dù cao cũng nhỉnh hơn con kia đừng có bánh lắp. Nó thấy chị nhỏ rồi xuống rồi bánh lắp mà sao mà nãy lần tụi nó chắc đụng mày lũ rồi tùng lũ mà bán bò cho nhầm hầu nào mà đụng mình đi bán mét đâu mà bán chí ông đừng lời luôn chứ
bò nó đẹp, nó không phát, nó dần dàng nhờ nhớ con kia thái giá giá đâu đẹp đâu. Con là nuôi lợn thịt bò ở biển liền. Cào bằng khúc. Đương chì anh nhìn nó rào treo, lố à? Dùng ra bò, đương chì rào ra bò. Lố. Con bò kia nhìn giá lắm nha. Bò đó nhìn mà đứng non mình nó nhìn giá bò lắm á, anh hiểu không? Thái to. Ừ. Nhìn thấy giá chứ mà con đó mới gọi là đẹp gật này. Má nguồn này là trái em bấy bán được mẹ tự này. Con kia ba, con kia nếu mà đứng mình nó giá nha, nếu mà đứng với con đòi bán ra nha. Thiệt chứ. Yeah. Ừ. Ví dụ như con kia đứng mình nó thì bán giá là bán được. Nhưng còn đứng với con đòi bán ra. Được. Nhìn thấy con đen cấp nó khác, còn hàng giá nó khác. Được không? Được. Được anh. Được rồi, giải diệt. Còn con nữa bỏ đâu anh? À? Còn con nữa bỏ đâu? Phải rồi, chẳng vô. À, rồi cũng vô đường lại luôn anh. Anh là con 215 phải không? À. Cái con đây. À. Rồi cái con dành nó luôn. Dạ anh kẹp con 23 năm em bóp video đấy không anh, trên ngay chỗ con rơ băng nè, là con bàn đó bên Phùng Quý á. Con đó là con của thằng em. Dạ con của em ăn con cao hơn nè, con giữa ấy. Dạ. Dạ con đây nó lùn hơn mà nó nó nhỏ hơn mà. Anh nhìn anh thấy chưa? Bò lớn nhỏ nó, con của anh thì nó cao nhưng mà cái bờ ngang của nó là nó thiếu thịt nên là nó không bằng được con. Dạ nó chưa đủ thịt. Thì bò tiền nào của đó con ta thì em mua 21 triệu mà nó không bớt ngang nào hết. Mua rí, nói chung là mua rí nó có xác rồi chứ không phải là mua đét. Đi. Đi. À không, đi đi. Đi rồi em lừa xuống. Đi xuống. 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 Nên là anh nói bớt anh chút ít thì bớt không được, bò em mua nó có nó có giá cả hết rồi, thôi chứ bớt không được. Mày không biết rồi là tròn quay sò đều hết chứ bò chân thái thì không có xìa, không có hia đâu có sợ. Đi. Con tâm đây em bó biết bao nhiêu nè, bò giờ cứ sáng nay bỏ dưới kia là con em nó nuôi hai con nó bán được chín mấy triệu ấy. Rồi mua lại ba con. Đồ khách cũ không? Này anh bác con rồi đồ thứ với bò lai thứ con này hiệu quả hơn không biết gì đâu mà. Cái bò lai to dình dàng rồi chứ mà nó rí nó không có như ba bê được. Đi đi. Thấy sáng em cũng ông cũng nuôi rồi. Dạ. Yeah. Mà mình sao em nuôi rồi ông kèo qua ông bác của em bốn con đấy. Ai? Ông cục kèo của ông sao em sang dưới nhà ông chút đấy. À. Bác trước cái kẹp của sao em mới bữa. À, ông bác bốn con rồi cái sao em bán được bò lớn mua lại hai con sao. Mà bò sao đấy. Ờ tính là sao em ông nuôi bò của em cũng mất đâu em nhìn tới nhà thứ ba rồi đấy, đi sáng giờ được ba nhà rồi đấy, rồi ra dẫn em qua nhà kia luôn chút. Dạ chị có xíu quay đầu lại anh mới gọi ấy. Không có tới đâu rồi, nó giao cho anh rồi, giờ anh đang dẫn vô nhà anh đây chứ đâu. Rồi. Bò tới nhà mà chưa tính ngủ luôn mà. Ở đứng đây chút chỗ đâu cũng được. Dạ. Yeah. Thank you.
xuống đi, xuống thằng lỗ 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 đó, nuôi nó nhanh đó. Dạ đi 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 bên hông, từ từ mất hồn, cái chuông nó mất hồn đó. Đây con ơi, bắt một chuồng này à, con nói với con kia bắt một chuồng á, một chuồng à, con lớn hơn con nhỏ hơn, con đòi nó cao nó dài mà thịt nó bi hơn, con kia nó lùn hơn. Cái hàng lửa đó con Tâm thích lắm, bà con bên Hùng Quý kia mà. Ông anh à, hôm trước ông mua của em. Chú vô lò không? Lò, để chú vô. Rồi đúng rồi, nhờ em dắt chú vô. Rồi em tướng em dắt chú. Bò nuôi nhiều nhanh lắm. Tướng nó thì ai dắt bò ai cũng thích vậy rồi. Cho nó cột trụ. Cột trụ này. Cột bên đây này. Trụ bên đây, trụ trụ hông nè. Cột trụ hông nha Đức. Để cột kia lại. Cô dù bên em còn một lai. Thì muốn theo thầy đảo rồi cứ từ từ. Tại anh em thích lắm mà đều có cái là mình cũng do là thứ nhất là chưa bán được con bò ba bê nào mà thói tiền nó mắc phải không? Như nghĩ lại đây mười mấy triệu mà con kia tới 20 triệu. Vậy mình cũng có chút phong vân. Từ từ rồi sẽ thi đấu hết. Giờ bên chưa biết em là qua chỗ anh nói là năm quái à? Chú em anh. Ừ. Ông biết chỗ ông lên là đẹp đấy. Dạ. Ông nuôi của em nữa, hai con sale nữa là lứa thứ tư rồi ạ. Đại truyền hình con Tôm xuống nhà ổng rất là mà. Còn gái sang đâu? Còn bên đây được kéo sang đâu, nó làm quen, nó nói gì không sao đâu. Cái gì ông ba bê đó là nó tạp ăn. Cái gì nó cũng ăn được á. Có là nó ăn thôi chứ, nó không phải như bò lai mà kén bỏ mát mát này đâu. Chỗ sáng anh dọn một món á. Cối mà phát cỏ đòi mà muốn thèm ăn nhưng mà sáng coi dọn một món mình đó là vô là cùng cực kỳ rồi, cứ cỡ đòi làm gì ra cái dạng giá mà bây giờ được. Dạ đúng rồi, ngày xưa chút rồi là 24-25 triệu đứng ăn rúng này em ấy đâu có được kiểu vậy. Mà ở trong TV tao thấy mày đâu có đẹp bằng ở ngoài vậy. Dạ, ở ngoài đẹp hơn ấy. Ở ngoài đẹp hơn mà, thiệt chứ mà nhìn có thể gửi lại thôi, thấy chứ ở ngoài thấy đồ hình đẹp hơn trong á. Ồ đá dữ không, ở trong TV mà không đẹp bằng ngoài. Ờ thiệt chứ, tính chữ là mà không đẹp. Quá cho anh bộ con 21 rồi chứ không phải bộ con 23 năm à. Bộ con 21 năm, còn con 23 năm con xe chút nữa chớ lên con được ăn rồi. Bộ liền theo tay vậy chứ có đâu. Đây. Đâu có lấy tiền phải không? Dạ. Nãy nó chở vô đi nè. Tụi ra coi thử 23 năm nữa coi đồ. Rồi, con 23 năm mình đây. Nó lùn hơn chút mà nó. Dạ dạ. Để mình từ uống cà phê uống nước rồi. Lưu số quên cha mất rồi. Mấy con kia nuôi ra sao rồi? Này đẹp chưa? Vậy bỏ chung nào chung đây đây. Ờ bò này đen chưa? Đen chưa? Từ con mình đó nó mất hồn. Ê bò mày ạ. Ô đen đen rồi là đúng đi à. Bà đi xanh đâu lớn rồi mà hàng là nó lớn rồi mà sáng giờ dắt mấy con chơi rồi còn mình nó á. Đừng quên nó nha, vụ nó ù pha đâu mà hàng đó vụ dối tết bán kịp mà hả. Đi mấy con nhà được cưỡi rồi vô quên coi thử đi. Đi vô dắt vô cột đây. Đi. Ờ con cuối cùng. Ừ, 23.500. Đêm bữa chốt bò mà say máu hay sao vậy? Lấy hút nem rùm bỏ vô giờ đứng đây nghe. Có rồi. Đi ra coi mấy con bò thử coi.